Bá Dương. Đây, tiểu sử Trần Bá Dương. Thác cô là ông trùm ngành ô tô và bất động sản. Lại bất động sản. Các bạn nghe Thác cô rồi chứ. Thác cô là làm về cơ khí, làm về ô tô. Bây giờ tâm bất động sản. Ông này Nguyên Thủy là ông làm về ngành ô tô. Ô tô đây là ông lắp ráp chứ không phải sản xuất. Ông lắp ráp cho mấy cái hãng Hàn Quốc á. Ngày xưa ông lắp ráp Kia, Hyundai là chính, sau này như tôi nghe nó là Mazda bắt đầu như đại khai là lắp ráp các bạn. Lắp ráp rồi ăn hoa hồng. Rồi sau đó ông có lắp ráp thêm cái xe nội địa, mấy cái xe tải tôi nghĩ bán chẳng được bao nhiêu hết á. Như vậy cuối cùng là gì? Là ông trùm ngành ô tô và bất động sản. Ô tô là ngành chính của ông, nói rồi, bất động sản, lại bất động sản. Là cạp đất, cạp đai và cạp tài nguyên thiên nhiên đất nước. Còn tôi hỏi các bạn làm cái ngành ô tô đó bao nhiêu tiền? Ngành ô tô mà toàn là đi lắp ráp giùm những người ta bao nhiêu tiền các bạn? Cái này có khác gì gia công? Ông đâu có sản xuất ô tô đâu mà đi ráp giùm cho ông Kia, đi ráp giùm cho ông Hyundai, đi ráp giùm cho ông Mazda chẳng hạn, bao nhiêu tiền ăn hoa hồng không nữa, làm sao mà giàu được? Lấy công làm lời làm sao mà giàu được? Như vậy cuối cùng là vì sao giàu? Vì trùm bất động sản. Nè, trùm bất động sản báo chí Việt Nam đăng này. Nè, trùm bất động sản này. Tôi đâu có nói tầm bậy đâu các bạn. Tôi đâu có nói tầm bậy. À, bây giờ mình vô qua wiki của ông nha. Đây đây wiki này. Được chưa? Đây kiến vô. Sinh ra ở Huế, ở sau Việt Nam này, nhưng mà cũng là dân cộng sản. À, dân là dân Việt cộng đồng vùng đây thì mới làm được cái này, còn dân như tôi sức mấy làm được các bạn. Rồi cuối cùng làm cái nghề gì? Ngoài cái Thaco ra nha, mà ngoài cái Thaco đây này, nghề nghiệp này, Chairman of Thaco này, Director này of Đại Quang Minh Real Estate Investment Corporation. Lại là Đại Quang Minh bất đầu tư bất động sản Đại Quang Minh. Thế còn tôi nói các bạn công ty Thaco này làm đủ ăn là may lắm rồi. Tại vì đi rắp ráp cho người ta mà làm sao mà tỷ phú được? Nếu mà tỷ phú là những cái thằng đó, ví dụ như ráp trong Kia, làng Kia mới tỷ phú, ráp trong Hyundai mới tỷ phú, ráp xe cho thằng Mazda mới tỷ phú. Thế còn mình đi rắp lại cho người ta làm sao mà tỷ được? Đủ ăn thôi. Lấy công làm lời, coi như là tiền công nó trang trải chi phí cho nhân viên, rồi chi phí văn phòng, rồi nhà sửa còn như chút đỉnh thôi. Như vậy tỷ phú á là nhờ làm ở Đại Quang Minh Real Estate Investment Corporation, tức là làm ở công ty đầu tư bất động sản Đại Quang Minh, là cạp đất cạp đai và cạp tài nguyên thiên nhiên đất nước thì mới ra tỷ phú. Các bạn thấy không, tôi nói cái gì tôi chứng minh đàng hoàng, đâu phải tôi nói bừa đó các bạn. Thích kiện kiện đó nha, nói gì có bằng chứng thẳng hoài. Nói cái tên này khắc nước ghê gớm. Được chưa? Cũng tài nguyên thiên nhiên đất nước, chả có một cái bằng sáng chế, chả có một cái nao hao, chẳng có một cái tài nghệ gì hết đó. Toàn đi cạp đất cạp đai không à. Cái nghề chính của ổng là nghề coi như là ô tô, mà cuối cùng là ô tô thành nghề phụ. Tôi hỏi các bạn lắp ráp làm gì? Cuối cùng là cũng chuyển qua nghề cạp đất cạp đai và cạp tài nguyên thiên nhiên đất nước. Mà bây giờ người ta tính tỷ phú trên cái bất động sản nó không chính xác. Bởi vì như tôi đã giải thích, cái phần trên này là của tỷ phú, cái phần xây dựng nó không đáng bao nhiêu hết. Thậm chí là nhiều khi cũng phải của tỷ phú nữa, toàn đi tiền vay ngân hàng để mà xây dựng nhà xưởng, để mà xây dựng nhà cửa vân vân, cầu đường vân vân. Mà cái giá trị bất động sản á, mà giá trị cao á, đó là đất. Nhưng mà đất ở Việt Nam á, là những người dân kể cả tỷ phú chỉ có quyền sử dụng mà thôi. Còn cái quyền sở hữu á, thì đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên đất đai của Thaco không phải của Thaco mà của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên tính ra bất động sản của những cái người này không bao nhiêu hết đó, tại vì phần xây dựng nó đâu có nhiều, càng ngày nó càng giảm, tại vì do khấu hao, càng ngày nó càng cũ, nó càng giảm. Vậy các bạn thấy chưa? Như vậy các bạn thấy này, chính Đảng Cộng sản Việt Nam mới chính là tỷ phú thật sự các bạn.